Tập 39. Em xem tuy hơi xa nhưng mà căn nhà cũng được đó. Được đó. Tiểu Hạ, hôm nay không cần vội đâu. Mà đất này chuẩn bị xây khu doanh nghiệp công nghệ cao, tăng giá rồi. Vậy tăng bao nhiêu? Tăng có thể thêm hơn 200 ngàn. Nhiều vậy sao? Sâm sâm, sâm sâm, sâm sâm. Anh còn chơi điện thoại nữa là em dứt điện thoại của anh đó. Anh đang tìm đồng ngữ để mượn tiền. Anh muốn mua nhà. Anh tưởng mượn tiền không trả sao? Mua nhà không phải là chuyện đơn giản, cần phải tính toán kỹ càng. Anh đã tính rồi. Lần này anh về Thượng Hải, anh nhất định phải cho em một mái ấm. Mua nhà đó phải là chuyện muốn là được. Hơn nữa em cũng không nóng lòng, nhưng mà anh nóng lòng. Anh nóng lòng thì cũng phải dựa vào bản thân. Bây giờ anh không dựa vào bản thân mình không được sao? Chợ sách em đưa anh trước đó, xem như bây giờ đọc hiểu rồi. Bên trong sách có anh hùng, cũng có nhân vật nhỏ. Mà anh chắc chắn là nhân vật nhỏ sống chưa đến 3 chương. Bây giờ trở nên thế này, trách anh không nhìn rõ bản thân được. Anh đừng nghĩ vậy. Anh biết bản thân mình thế nào. Đây chính là hiện thực. Thực ra em vẫn luôn cảm thấy anh là một người vô cùng dũng cảm. Anh bảo đi là đi, nói về là gì? Em vẫn luôn cảm thấy anh là một anh hùng. Vậy là khoảng thời gian chúng ta bên nhau, anh rất hiểu được em thực sự rất cần gì. Dáng vẻ sống dở chết dở như anh hiện giờ mới là nhân vật em coi thường nhất. Giờ này em sao rồi, có khỏe không? Em đang bệnh viện, nói chuyện sao? Bạn đang xem phim được chiếu tại ifilm.org. Tình huống như cô, lúc làm phẫu thuật phải chú ý một số vấn đề. Anh à, Thắng Nam, anh à, anh à, ở đây là bệnh viện, không thể hô to như vậy. Xin lỗi nha, tôi muốn tìm bệnh nhân. Tên là Lưu Thắng Nam, đã vào kiểm tra rồi. Cô ấy là vợ tôi, chưa được đồng ý mà cô ấy muốn phá đứa bé. Cô giúp tôi khuyên cô ấy có được không? Vậy ngồi đây chờ đi. Vâng, giúp tôi khuyên cô ấy nha, cảm ơn cô. Thắng Nam, nào anh giúp em. Anh cầm chưa? Ở đây là bệnh viện, lớn tiếng gì làm gì? Ai là vợ anh hả? Chỉ siêu âm thôi, căng thẳng vậy làm gì? Một chút kiến thức cơ bản cũng không có. Cho nên em vẫn chưa làm phải không? Hẹn ngày mốt. Chuyện là, em đừng cứng đầu nữa, đem dìu em đi. Bây giờ cơ thể của em không giống như trước, thời khắc đặc biệt, đi đứng chậm thôi. Em biết rồi, em phải đi nhanh còn gì hợp. Đưa túi cho em. Mặc dù công việc bận rộn, rất vất vả, cũng rất quan trọng, nhưng mà chúng ta có thể bàn bạc một chút vấn đề về đứa bé không? Bàn bạc ra được kết quả gì không? Hứa Tiểu Phi,
Sau này anh đừng hỏi chuyện này nữa. Hỏi rồi thêm phiền cho bản thân. Chuyện này em sẽ tự giải quyết. Chúng ta quay lại đi. Chuyện này anh đã nghĩ rất lâu. Anh thấy chúng ta vẫn nên quay lại. Nếu sau khi chúng ta quay lại thì con sẽ không giống như anh bây giờ. Nó có bố có mẹ. Nó sẽ có gia đình của mình. Nó sẽ trưởng thành mạnh khỏe. Anh hy vọng em có thể suy nghĩ lại. Quay lại. Đúng. Hôm nay là chuyện giữa hai chúng ta, không liên quan tới đứa bé. Anh muốn quay lại là vì đứa bé, là sự e nấy trong lòng anh, chứ không phải là vì em. Anh hy vọng em sẽ không có bất cứ hiểu lầm gì. Anh nói chuyện quay lại với em không chỉ vì đứa bé. Gần đây anh trải qua rất nhiều chuyện, anh cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Em rất hiểu anh. Bởi vì anh quen thuộc mà chán ghét, là vì có khoảng cách mà sinh ra cảm giác mới mẻ. Nhưng qua nửa năm, một năm, là vì sự ra đời của đứa bé mà dẫn đến một chuỗi phiền phức, rồi lại sinh ra chán ghét sao? Rồi sau đó lại ly hôn. Em không muốn như thế nữa. Tôi nghe nói Khương Đại Hải đang liên hệ truyền thông, chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt hệ thống giao thông thông minh mới ngay sau hội nghị công nghệ thông minh châu Á. Bọn họ làm rình rang như dựa vào kỹ thuật trước mắt, họ vẫn chưa thành thục đến nỗi công bố với bên ngoài. Hắn chỉ muốn chiếm tình thế. Chúng ta không có chứng cứ. Để tôi nghĩ cách. Đúng. Anh có chuyện khác thật này. Em chờ chính là cái này đó. Đầu không đau nữa hả? Không đau, em đi đây. Để điện thoại đây. À, đúng đúng, của anh nè. Cái này của em, tạm biệt nha. Tử Diệp đã tìm được chứng cứ quan trọng. Thời gian công nghệ trí động giao bản demo cho giám khảo sớm hơn chúng ta 4 tiếng, cho nên không phải sơ suất từ tổ giám khảo đâu. Còn sớm hơn chúng ta 4 tiếng, cho nên đội bộ là khả năng duy nhất. Hứa Đà, nội bộ công ty chúng ta không thể nào có vấn đề được. Bọn họ thanh nhiều năm như vậy, kể cả vấn đề nội bộ, thì không ai trong bọn họ có thể vào trong hệ thống máy tính của anh. Còn một khả năng nữa là phía công nghệ trí động phá được hệ thống an toàn của chúng ta. Tuyệt đối không thể. Anh muốn ở một mình. Chú ý an toàn đó. Được. Lý Đức. Alo. Tôi là một kỹ sư. Tôi không phải đồng ngữ. Hai chúng ta ở công ty nhiều năm như vậy, không ưa nhau, không thích tính cách của đối phương. Nhưng nói thật, trong lòng tôi, anh vẫn luôn là mục tiêu mà tôi theo đuổi, một đối thủ đáng kính. Tôi trong lòng anh, nói thế nào cũng xem như là một kỹ sư đạt tiêu chuẩn, đúng không? Tất nhiên. Thân là nhân viên của công nghệ trí động, có một số lời tôi nói ra không thích hợp. Nhưng tôi thấy không nói thì càng không hay nữa.
Tôi thật sự không nhìn được. Anh biết không, công nghệ trí động đã hoàn thành một dự án mà chưa từng họp, cũng chưa từng thành lập. Vậy rốt cuộc là sao? 6 giờ sáng thứ năm tuần trước, Khương Đại Hải bảo tôi đến cho phòng sớm để ký tên vào một bản dự án. Hắn bảo tôi bảo mật, bảo tôi lựa chọn. Tôi đã ký. 8 giờ sáng, ngay sau hội nghị công nghệ thông minh châu Á. Anh biết ai đem dự án đưa cho Khương Đại Hải không? Tôi không biết. Lúc đó tôi tưởng rằng có thể bao công ty bên ngoài làm. Dù gì cho không, không lấy cũng vậy thôi. Nên tôi đã ký. Cho đến hôm nay, tôi biết được anh gửi một dự án y hệt như vậy, bị ban giám khảo từ chối. Cho nên tôi tới tìm anh để nói cho anh những việc này. Tôi không ngờ anh sẽ. Thế nào hả? Anh không ngờ tôi thẳng thắn vậy đúng không? Không ngờ đến tôi cũng giúp anh nhỉ? Đúng. Hai chúng ta đấu nhiều năm như vậy, tôi biết. Tôi chưa từng thắng. Sau đó anh rời khỏi công ty, tôi lại cảm thấy anh vẫn chưa đi. Tôi cảm thấy khắp nơi trong công ty vẫn còn hình bóng của anh. Mọi người đều thảo luận về anh. Anh có biết tôi ngưỡng mộ, ghét cái cảm giác đó thế nào không? Bây giờ trong công ty không ai thảo luận về anh. Tôi lại cảm thấy, tôi bắt đầu nghi ngờ cảm giác này. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng nhạt nhẽo. Lần trước tôi đến công ty anh tuyệt đối là đi ngang qua. Nhưng một cơ hội ngẫu nhiên như vậy, tôi nhìn thấy công ty anh. Trên đường tôi quay về thì lại nghĩ, như thế nào mới xem là phấn đấu giữa mơ của bản thân, chứ không phải vì chút tiền đó. Sau đó tôi đã dao động rồi. Cho đến hôm nay, tôi hoàn toàn thất vọng về Khương Đại Hải, về trí động rồi. Tôi cảm thấy tôi nên tìm trạm tiếp theo của mình. Lý Đức, nếu như anh tin tôi, hoan nghênh anh gia nhập thập nhị tinh. Nhưng tôi có hy vọng anh giúp tôi một việc, giúp tôi điều tra xem rốt cuộc lại đem dự án này cho Khương Đại Hải. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức điều tra cho anh. Nhưng mà đồng ngữ, tôi cảm thấy vấn đề nằm ở trên người anh. Kiểm tra bảo mật, đăng nhập đặc biệt. Alo, đồng ngữ, hứa đã xảy ra chuyện rồi. Hứa đa đâu? Đây là kiểm tra bên trong. Sao quái đột nhiên ngất vậy? Bây giờ biết lo lắng sao? Sao nửa đêm hứa đa lại đi một mình về nhà? Lại còn ngất nữa, không nên hỏi anh sao? Anh đừng vội, bây giờ tình huống vẫn chưa rõ. Nhưng ngất kiểu này bình thường có lẽ là do điều tiết tinh thần, hoặc là rối loạn giành mạch, dẫn đến rối loạn cung cấp máu não. Cũng có thể là máu cung cấp lên não không đủ. Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi, cụ thể phải chờ kết quả. Hôm nay lúc 6-7 giờ chiều, tôi có gặp qua Hứa Đa. Cô ấy đang uống thuốc đau đầu, trạng thái không được tốt lắm. Tôi còn đang suy nghĩ có phải là cô ấy gặp vấn đề gì không. Không phải, sao không nói xấu với tôi chứ? Tôi đi đâu tìm cậu? Ai là người nhà của Hứa Đa? Tôi. Sao vậy? Bác sĩ bảo anh vào một chút. Được. Cũng có nghĩa là bệnh nhân xuất hiện trạng thái thiếu máu thường xuyên. Bây giờ bởi vì cơ thể lao lực quá độ, cho nên dẫn đến thiếu máu nặng.
Tôi đề nghị tiếp tục quan sát, nhập viện trước đã. Cô xem tôi là gì thế? Trong mắt chỉ có tiền phải không? Em chỉ vì ước mơ của anh. Nhưng mà em có nghe anh không? Xin lỗi, anh đã không chăm sóc tốt cho em. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Cô ấy vừa tỉnh lại nhưng vừa ngủ nữa rồi. Hay là cô về trước đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Trước cuộc hai người làm sao vậy hả? Lúc trước anh nói sao? Bây giờ làm thế nào? Người đang yên lành giao cho anh, sao bây giờ lại trở nên như thế chứ? Hai người cùng ở công ty mà có nhiều chuyện như vậy sao? Mỗi lần cô ấy gặp tôi đều là đồng ngữ thế này, đồng ngữ thế kia. Trong đầu cô ấy toàn là anh thôi. Trong đầu của anh chỉ có chút chuyện đó. Công việc của anh, ước mơ của anh, sự sáng tạo của anh, thứ anh cần. Cô ấy là con gái. Anh có từng nghĩ cô ấy cần gì không? Tôi sai rồi. Anh phải biết trên thế giới này không phải lỗi lầm nào cũng có cơ hội sửa đâu. Nếu như hôm nay xảy ra chút vấn đề gì thì anh hối hận cả đời đi. Được rồi, anh đừng ở đây làm như chuộc tội vậy. Cho dù anh muốn bù đắp cũng không thiếu một chút này. Trạng thái của anh cũng không ổn. Anh mà ngã xuống nữa, ai chẳng mà chăm sóc hai bệnh nhân các anh chứ. Quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại. Tôi đây anh còn chưa yên tâm sao? Đi đi. Đúng vậy, tôi gần như đã thay đổi. Gần đây tôi chỉ nghĩ đến việc xông về phía trước, lại không nhìn đến cô ấy. Cô ấy ở bên cạnh tôi. Người luôn hỏi tôi ăn gì chưa. Bản thân lại chưa ăn được miếng cơm nào. Người luôn sợ tôi mệt mỏi, lại không nói ra nỗi đau của bản thân. Người luôn ở sau lưng tôi, che mưa che gió cho tôi, lại luôn luôn yên tĩnh không nói gì. Tôi lại giống như một tên ngốc, mãi mãi không biết quay đầu. Nhìn cô ấy ở sau lưng tôi, bên cạnh cô ấy, bên cạnh anh ta, tôi cảm thấy vấn đề nằm ở trên người của anh. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca,
9:30. Ai vậy? Muộn vậy rồi, ai vậy? Hai người. Đại ca, hai chúng tôi lâu rồi. Cậu ra ngoài với tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Là cậu phải không? Anh nói gì thế? Gì mà tôi chứ? Tối thứ tư chỉ có cậu, tôi, Hứa Đa, ba chúng ta công ty để tăng ca. Không phải, hôm đó tôi đã về từ sớm rồi, anh biết mà. Tôi có một thói quen có lẽ cậu cũng biết rõ. USB của tôi sẽ không cho ai mượn, bởi vì tôi không tin tưởng người khác. Nhưng tôi tin tưởng cậu. Tôi cho cậu mượn USB, cậu chưa trả cho tôi. Cậu tưởng tôi quên rồi hả? Tiểu Hàm, đây là lễ tư phương án cuối cùng tôi quyết định. Cậu xem kỹ lại đi. Được rồi, nhớ trả USB cho tôi. Được, không tin chức đi. Còn cậu là người duy nhất có năng lực chương trình nhận dạng khuôn mặt trong văn phòng của tôi, phá giải mật mã máy tính của tôi, rồi dùng USB của tôi trộm bản demo mà tôi chưa hoàn thành. Tương tự 90%. Seran vẫn là người thông minh nhất. Cho nên cậu lấy USB của tôi, lấy hết mọi tư liệu trong máy tính của tôi, khiến tôi không tìm được dấu vết. Đúng không? Đúng. Nhưng anh biết vì sao không? Tôi vì cuộc sống. Vì cuộc sống. Cậu có thấy cậu trả lời như vậy để đang sỉ nhục những người đang nỗ lực vì cuộc sống sao? Sỉ nhục. Tôi cảm thấy từ sỉ nhục này không nên được nói ra từ miệng của anh. Anh cảm thấy anh sỉ nhục tôi còn chưa đủ sao? Đúng rồi, đây là đùa, là dẫn dắt. Nhưng ở chỗ tôi, mỗi câu đều là sự sỉ nhục. Đại ca, tôi không phải là thiên tài như anh. Tôi không có năng lực như anh. Tôi ở chỗ anh, tôi chỉ là một con kiến nhỏ ở dưới chân anh thôi. Cậu vẫn luôn nghĩ tôi như vậy sao? Nhưng chuyện là như thế mà. Đồng ngữ, trên sân khấu chỉ có anh, không có bất kỳ ai. Nhưng tôi cho anh biết, tôi cũng là hạng nhất ở trường. Tôi không muốn mãi mãi bị anh đạp dưới chân. Lúc cô Hứa chưa vào công ty, tôi và thư ký Dương đã hẹn hò rồi. Anh có biết vì sao tôi không dám nói với người khác không? Bởi vì tôi sợ. Chúng tôi sợ một khi nói với người khác thì chén cơm của chúng tôi cũng mất luôn. Tôi và cô ấy cũng vô cùng muốn giống anh và cô Hứa. Ở công ty có phá phách cỡ nào, mọi người đều nở nụ cười chúc phúc hai người. Bởi vì hai người đủ lớn mạnh, hai người mạnh tới nỗi làm gì cũng đúng. Vậy thì chúng tôi cũng muốn lớn mạnh, nhưng chúng tôi không có tài năng. Chúng tôi chỉ dựa vào ông chủ. Cho nên cậu lựa chọn Khương Đại Hải. Tôi không tin tưởng hắn, nhưng tôi tin rằng mình ở chỗ của anh, tôi sẽ không có được gì. Ở chỗ của Khương Đại Hải, tôi có thể có được thứ tôi muốn. Tôi có thể trở thành, cho dù hắn bảo tôi làm một hòn đá đệm chân cũng được, cái gì cũng được. Tôi có thể làm một kỹ sư trưởng. Nhưng đến cuối cùng, hắn càng lúc càng muốn nhiều hơn. Tôi đã hết cách rồi. Cho đến khi
cần đến. Dự án giao thông thông minh này, tôi hết cách rồi. Tôi không còn cách nào quay đầu. Tôi có thể lựa chọn đường của bản thân mình. Anh cảm thấy con đường này, gia đình bình thường, đứa trẻ bình thường có thể lựa chọn sao? Tôi làm việc hết ngày hết đêm ở chỗ của anh. Tôi cho anh biết, tôi không mệt. Tôi đồng ý tăng ca. Thậm chí tôi cho anh biết, chỉ cần có cơ hội, anh có thể đưa hết mọi việc cho tôi. Không thể chắc định tôi có thể gánh hết. Nhưng mỗi khi đến ngày thứ hai, tôi vẫn phải tươi cười đối diện với anh. Nhưng đến bây giờ thì thế nào hả? Đến hiện nay thì sao? Đến bao giờ tôi mới có thể giống như anh đây? Đến bao giờ tôi mới có thể có gia đình của mình ở Thượng Hải, có nhà của mình? Tôi rời khỏi được căn nhà thuê đấm thối này. Đàm Tiểu Hàm, tôi vẫn luôn xem cậu là anh em. Đừng nói cái lời này nữa. Đại ca, chuyện đã tới nước này rồi, đã trở nên như vậy rồi. Anh nói với tôi xem, anh muốn làm thế nào hả? Báo cảnh sát, bắt tôi. Nhưng tôi cho anh biết, tôi dám chơi, dám chịu. Cậu theo tôi nhiều năm vậy rồi, quả thật là uổng phí. Cậu mãi mãi không biết được thứ gì là quý giá nhất. Vậy đi, bây giờ tôi cho cậu hai con đường cậu tự chọn. Thứ nhất, nói với Khương Đại Hải, rút dự án của tôi khỏi triển lãm, xóa hết mọi văn kiện tài liệu của tôi. Còn cậu, tự mình lo liệu đi. Thứ hai, nếu như hai người không đồng ý, vậy chúng ta gặp nhau trên tòa. Tôi vẫn luôn hy vọng cậu trở thành một kỹ sư ưu tú, chứ không phải là một tội phạm. Mọi thứ đã qua, tôi thấy tiếc thương cho công sức của cậu. Tôi thấy tiếc thương cho tình nghĩa của tất cả anh em trong tổ. Càng tiếc thương cho cậu và ước mơ của cậu. Anh em chúng ta cùng nhau chiến đấu nhiều năm như vậy, cậu không thua gì dự án, mà lại thua vì thứ không đáng tiền nhất. Người anh em, tôi đi đây. Đại ca, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Biết người biết mặt không biết lòng. Không ngờ lại là Đàm Tiểu Hàm. Tôi đã từng nghĩ đến vô số khả năng, tôi cũng chưa từng nghĩ đến người của mình. Vậy cậu không tính dùng pháp luật để bảo vệ mình sao? Tôi nghĩ đến rồi, nhưng cô ấy đã theo tôi rất nhiều năm. Tôi không muốn đối xử với cô ấy như thế. Rộng lượng có đôi lúc là dung túng, nhưng có nhiều lúc rộng lượng nó cũng có thể thay đổi cuộc đời một người. Được, vậy cứ làm theo cách của cậu.
Tôi đi thông báo cho anh Cao, Khương Đại Hải cũng cho người trong trường. Cậu đó giống như Hứa Đa vậy, ngoài mặt thì lạnh nhưng trong lòng vẫn ấm áp. Tôi không so được với cô ấy đâu. Từ nhỏ đến lớn, phần lớn đều do tôi nhìn thấy Hứa Đa chăm sóc người khác, rất ít khi nhìn thấy người khác chăm sóc cô ấy. Lúc nhỏ ở Diễn Phúc Lợi, cô ấy có được món ngon liền chia cho người khác. Tôi hỏi cô ấy vì sao. Cô ấy nói với tôi trong lòng cô ấy nghĩ mọi người cần. Vậy thì tôi lại hỏi, còn em? Cô ấy luôn cười rồi lắc đầu. Sau đó tôi mới hiểu, ở trong lòng cô ấy thiếu thốn nhất là những thứ này. Bởi vì thiếu thốn nên mới nhớ kỹ, cho nên cô ấy mới không muốn để người khác thiếu. Tôi nói như vậy cậu đã hiểu chưa? Nhưng cô ấy thiếu cảm giác an toàn, tôi không có cách nào cho cô ấy. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy chịu áp lực lớn như thế, tôi còn trách cô ấy. Cho dù bây giờ tôi biết được kết quả, vậy thì sao chứ? Bây giờ hiểu rõ không muộn. Hai người đến được hôm nay không dễ dàng gì. Hứa Đa sẽ tha thứ cho cậu, nhưng tôi không tha thứ được cho bản thân mình. Sao tôi nói cậu nghe mà cậu không hiểu vậy chứ? Tôi cảm thấy bên trong tình cảm, một sớm một chiều, từng ly từng tí, hai người trải qua cùng nhau, cho dù là tốt thậm chí là xấu, điều đó là quá trình, điều đáng trân trọng. Chỉ cần người có bên cạnh cậu thì yêu bao giờ cũng không muộn. Được rồi, tôi không làm phiền cậu nữa, về nghỉ ngơi sớm đi. Bên đây có Nhạc Tư Thiến trong trường, ngủ nhiều một chút, chiều mai rồi lại đến. Đi đây, cảm ơn nhé. Đúng à, hôm nay con không giữ kim cương được. Gần đây sức khỏe của Hứa Đa không được khỏe, nhập viện rồi. Nhất định đừng nói với Kim Cương. Bố ơi, sao cô Hứa Đa bị bệnh thế? Con mới đi thăm cô ấy. Con mặc kệ, bố mời đến đón con đi. Tiểu Kim Cương, con đến thăm cô Hứa Đa. Cô Hứa Đa mới kiểm tra xong sức khỏe, đang ngủ rồi, đừng làm phiền cô ấy nha. Anh ngồi chút đi, tôi ra ngoài hóng gió. Cô Hứa Đa, đây là bánh sô-cô-la con thích nhất. Ăn vào sẽ có sức thôi. Hôm nay cô dẫn bố đến là để xin lỗi cô. Bố nói cô đi làm mệt quá là do lỗi của bố. Còn nói sợ không giỏi được cô. Hứa Đa sẽ hiểu cho cậu. Với lại chuyện của công ty cậu đã xử lý rồi. Đây giống dĩ là tà không thân chính mà xưa nay hay nói mà. Nhưng hai người sau này thực sự phải chú ý đó. Sự nghiệp quan trọng thật, nhưng phải chăm sóc tốt cho cơ thể trước. Cậu đừng nói cậu ấy nữa, cô ấy tự biết được. Tôi cũng từng lập nghiệp, tôi cũng rất rõ. Có đôi lúc bản thân nói thì không có ích gì. Hứa Đa cũng khỏe hơn rồi, qua vài hôm nữa sẽ xuất viện. Cậu cũng nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe đi. Tôi cảm thấy hai người có lẽ không sao đâu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thất bại như vậy. Có lẽ trong lòng các cậu, tôi cái gì cũng giỏi, từ tiểu học đến đại học.
Từ tốt nghiệp đến đi làm, tôi vẫn luôn thắng, trước nay chưa từng thua. Nhưng bây giờ các cậu thấy đó, tôi có thắng không? Tôi gần như đã quên mất bản thân lúc ban đầu. Rốt cuộc là muốn gì? Lúc đó tôi bị Khương Đại Hải đuổi, tôi vô cùng phẫn nộ, vô cùng bất bình. Tôi muốn chứng minh cho hắn xem tôi có thể nhất định sẽ thành công. Sau đó tôi thành lập công ty của mình. Tôi đã hoàn thành một suy nghĩ hoàn toàn không có thể. Tôi tiếp tục thắng. Nhưng bây giờ Hứa Đa nằm trên giường bệnh. Cho dù tôi thắng cả thế giới này thì thế nào chứ? Tôi cảm thấy bản thân thực sự không phải là một người đàn ông. Đến người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ được. Vậy không phải còn thất bại hơn sao? Hạnh phúc trước mắt tôi cũng không nắm bắt được. Giống như tất cả thứ gọi là lý do đều có thể ép tôi đến nỗi không còn được luôn. Tôi mới thất bại đây. Đi đi về về, quay qua quay lại, gần như đã có được dũng khí, nhưng lần nữa lại bị hiện thực đánh bại, khiến hiện tại bản thân tôi và cả người tin tưởng tôi nhất đều nản lòng cả. Được rồi, ba người các cậu đừng tạo náo nhiệt nữa. Có đôi lúc tôi vẫn luôn nghĩ, tôi luôn nói tôi muốn tự do, muốn dùng dậy khỏi tay đang kéo lấy tôi. Nhưng bây giờ, lúc tôi muốn nắm lấy cái tay đó thì cái tay đó lại dứt bỏ tôi. Đến con của mình tôi cũng không bảo vệ được. Tôi cảm thấy bố em chúng ta không thể tiếp tục như thế được nữa. Tôi không muốn chịu thua như vậy. Vậy chúng ta làm gì được đây? Bây giờ chúng ta nhất định phải đi về phía trước một bước. Đi thế nào? Kết hôn? Tôi muốn kết hôn cùng Hứa Đa, cho cô ấy một đời hạnh phúc. Tôi phải tái hôn với Thắng Nam, còn phải giữ lại đứa bé. Mặc dù tôi cảm thấy các cậu nói có hơi ảo, nhưng mà chỉ cần Thúy Thúy đồng ý thì tôi cũng muốn cưới cô ấy. Có lẽ tôi... Cậu bớt phí lời đi. Tất nhiên tôi đồng ý rồi. Vậy chúng ta đã nói, không được ai hẹn nhát. Vẫn là câu nói đó, ai hẹn thì cái đó là đồ thất bại. Bạn đang xem phim được chiếu tại iFilm.org. Nè chờ đã, cậu làm gì vậy? Chưa chuẩn bị gì hết, những còn chưa mua. Cứ đến thẳng vậy sao? Làm tôi căng thẳng lên đó. Tôi bảo cậu thả lỏng một chút. Trước tiên chúng ta phải dùng sự chân thành để lay động họ, để bọn họ tha thứ cho chúng ta trước. Chuyện cầu hôn từ từ đi. Cậu dẫn đầu. Nhát gan. Người đâu? Amy đâu? Hôm nay Amy xin phép không có ở tiệm. Anh Hướng, anh Hướng, cô Lưu thực sự không có ở công ty mà. Anh Hướng, cô Lưu đi đâu rồi? Tôi cũng không biết. Hứa Đa đã xuất viện rồi, nhà Tử Thiến cũng đã tắt máy. Bọn tôi hoàn toàn không tìm được. Bây giờ là thế này, đến bác sĩ Bạch cũng không biết là họ đi đâu. Amy cũng không có trong tiệm. Lưu Thân Nam cũng không thấy đâu. Bốn người phụ nữ làm sao vậy? Biến mất cùng lúc.